Hỏi, việc trì danh niệm Phật thuộc về hành hạnh, thế nào trợ hạnh, sao lại gọi là chính hạnh được? Thưa, cứ y vào một cái tâm mà nói đủ cả tí nguyện hạnh, chứ chẳng phải nói cái nào trước cái nào sau, và chẳng phải định hẳn là ba cái. Bởi vì hễ không có nguyện và hạnh thì chẳng được gọi là chân tín, hễ không có hạnh và tín thì chẳng được gọi là chân nguyện, hễ không có tín và nguyện thì chẳng được gọi là chân hạnh. Này thì phải hoàn toàn do tín nguyện trì danh, cho nên mỗi tiếng niệm Phật tiếng nào cũng phải đủ cả ba tín nguyện và hạnh. Có thế thì mỗi một tiếng niệm Phật mới gọi được là cái nhân nhiều thiện căn và là cái duyên nhiều phúc đức. Quán Kinh nói về niệm danh hiệu Phật mà trong mỗi một niệm diệt trừ hết 80 ức kiếp sinh tử trọng tội, chính là cái nghĩa này. Nếu phúc đức và thiện căn chẳng nhiều thì làm gì diệt được nhiều tội như thế? Hỏi, lúc lâm chung niệm Phật có sức mạnh và thiết tha chừa được nhiều tội, còn ngày thường dốc lòng niệm Phật có chừa được tội hay không? Thưa, một danh hiệu Phật niệm lên, vạn tội phải tiêu diệt, giống như mặt trời mọc ra, bao nhiêu tối tăm phải tiêu hết. Hỏi, người niệm Phật mà tâm tán loạn cũng chừa được tội chăng? Thưa, công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghì. Sao lại chẳng chừa được tội? Chỉ có điều là không chắc có được vãng sinh, vì rằng những thiện căn tán loạn tản mát ra như thế thì khó lòng để lại được với bao nhiêu tội ác tích lũy từ vô thủy kiếp. Phải biết rằng những tội ác ấy giá mà có thể tướng thì cả một cõi hư không này cũng không chứa được hết. Tuy rằng một ngày một đêm niệm được 10 vạn tiếng A-di-đà, mỗi tiếng diệt được 10 ức kiếp sinh tử trọng tội, mà niệm đủ 100 năm thì cũng chẳng tiêu được hết những tội nghiệp ấy. Vì rằng những tội đã diệt được rồi thì ít lắm, chỉ bằng một tí đất ở đầu móng tay thôi, mà những tội chưa diệt được hãy còn nhiều bằng cả một quả đất này. Chỉ có người nào niệm Phật đến được chỗ nhất tâm bất loạn thì mới có sức mạnh như một kiện tướng phá vỏng vây tội ác ấy mà ra. Dù nó có nhiều đến cả ba quần đoàn cũng chẳng ngăn lại được, nhưng dù sao thì mỗi một tiếng niệm Phật đã là một hạt giống thành Phật rồi. Nó như ngọc kim cương chẳng bao giờ bị hoại. Khi Phật tại thế, có một cụ già đến xin xuất gia, 500 vị thánh tăng đều bảo cụ không có thiện căn, nhưng Phật bảo, người này từ vô lượng kiếp trước bị hồ đuổi sợ quá hét thất thanh lên một tiếng Nam Mô Phật, mãi đến bây giờ thiện căn ấy mới thành quả chín, mới được gặp ta, mới đắc đạo. Thiện căn của người này trồng từ lâu kiếp như thế, mắt của các ông tu đạo nhị thừa thấy sao được? Ta đem câu chuyện này ra mà xét kỹ với lời kinh Pháp Hoa dạy rằng, người nào ở đời Phật quá khứ dù tâm tán loạn mà niệm Phật cũng đã gieo được mầm giống thành Phật rồi. Tôi xin cúi đầu cầu nguyện các vị tu xuất gia áo thâm, các vị tu tại gia áo trắng áo màu, cả người trí và người ngu, đối với pháp môn niệm Phật viên đốn trên hết này, giản dị và mau lẹ, chớ coi nó là khó mà sinh ra thoái lui, chớ coi nó là dễ mà sinh lười chẳng cố gắng, chớ coi nó là nông cạn mà khinh miệt, chớ coi nó là quá sâu mà chẳng dám nhận tu. Cái danh hiệu Phật A Di Đà mình trì niệm đây là cái danh hiệu chân thực, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, vì nó tức là tâm mình vậy. Cái tâm tính mình trì niệm cái danh hiệu Phật ấy cũng chân thực lắm, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, vì nó tức là Phật vậy. Mình trì niệm được một tiếng thì là một tiếng chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Người đọc đến câu này nên biết giờ phút này là giờ phút đóa hoa Yêu Đàm Bát La xuất hiện. Mình chỉ niệm được một chục tiếng hay 100.000 một vạn tiếng hay vô lượng vô số tiếng thì tiếng nào cũng đều là chân thực, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn vậy. Sau đây là ý nghĩa thứ hai của phần chính tông. Thứ ba là lập hạnh, ý nghĩa trùng khuyến. Kinh văn nói về ý nghĩa trùng khuyến, viên thêm một lần nữa. Hán xá lợi phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhập hữu chúng sinh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ. Việc, xá lợi phất ơi, ta thấy lợi thế, cho nên nói thế, nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi, thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Hai chữ ngã kiến ta thấy là chính mắt Phật thấy rõ ràng hết sức, hai chữ thị lợi lợi ích như thế, là cái lợi cho người tu được ra tắt khỏi cái đời ngũ trược, được sinh sống ở bốn nơi tịnh độ, được lên thẳng đến tận ngôi bất thoái, cuối cùng được rất nhiều công đức, chẳng khá nghĩ bàn vậy. Lại nữa, cái lợi thế là nói cái lợi tới giờ phút sắp chết mà tâm mình chẳng điên đảo,
Cái nghĩa này xác đáng lắm, khiến người nghe dùng mình ghê sợ, lạnh buốt tận xương. Vì rằng cứ tự lực mình tu hành ở nơi uế trược này, khi tới lúc sắp chết là lúc đến cái cửa ải tử sinh. Rất khó đủ lực mà đi qua được, chẳng nói làm gì. Những kẻ tu hành ngoan cố, có chút trí tuệ ngông cuồng, buồn tuổi không có kết quả. Nói ngay những người tu phép thiền tông đốn ngộ sâu xa, giữ gìn cẩn thận thực tế và tiềm tàng đích xác lắm. Thế hết mà đến lúc ấy, lúc lâm chung, chỉ một tí tập khí bằng sợi tơ còn sót lại, chưa trừ được hết, nó cũng thừa sức mạnh lôi mình đi trụy lạc, chưa thoát khỏi được đâu. Cho nên Đức Tổ Vĩnh Minh Thiền Sư mới bảo rằng, có thiền tông không tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt, ấm cảnh nếu thấy hiện ra, chỉ chớp mắt là theo gió. Nghe lời này thật là rùng mình, lạnh buốt trái tim. Người tu được đạo quả thứ nhất tiểu thừa rồi mà phải đầu thai lúc đẻ ra thành người mê muội vị Bồ Tát, cách thân ngũ ấm này sang thân khác thành người hôn mê. Lúc đó nó có thể cho mình cố gượng làm chủ tể mình đâu, mà còn lơ mơ cầu may ra thì được. Vậy chỉ có người tu tín nguyện trì danh, trì niệm danh hiệu Phật, nhờ sức Phật khác giúp thêm cho sức Phật mình mới thoát khỏi cái giờ phút lâm chung, lâm nguy ấy. Bởi vì nguyện lực từ bi của Phật A-di-đà mạnh lắm, quyết định chẳng bỏ rơi mình, hỏng mất đâu. Phật A-di-đà cùng các vị thánh chúng hiện ra trước mắt mình, an ủi mình, dẫn đường cho mình, nên mình mới được tâm không điên đảo, mới được tự tại vãng sinh. Mắt Phật Thích Ca thấy rõ chúng sinh tới giờ phút lâm chung sắp chết, có cái khổ nhất là tâm điên đảo rối loạn. Sở dĩ Ngài phải ân cần khuyên đi khuyên lại, khuyên mình phát nguyện đi, là Ngài đặc biệt muốn vì mình mà bảo đảm cho mình cái việc hết khổ ấy. Cốt ý Ngài muốn bảo mình rằng phải phát nguyện cầu sinh đi, vì nguyện có sức mạnh, nó dẫn mình đến được chỗ thực hành niệm Phật, để mình thoát được cái đau khổ nhất đời ấy. Lời nói thiết tha này nên gốc xương vi dạng. Hỏi, tâm mình đã tạo tác ra Phật, tâm mình đã là Phật, thì sao không nói Phật của mình là rốt ráo, mà lại cứ nói Phật của người khác hơn Phật của mình là nghĩa làm sao? Thưa, cái pháp môn niệm Phật này hoàn toàn ở chỗ tỏ ngộ được Phật khác, tức là Phật mình. Nếu kiêng nói đến Phật khác ấy là chưa diệt được tà kiến, thấy có kẻ khác tha kiến. Nếu lại chỉ tôn trọng có Phật mình thì lại thành tà kiến thấy có mình, ngã kiến, cả hai đều là điên đảo. Nghĩa này rất là thần diệu. Lại nữa, bốn lợi ích của phép tất đàn thì ba lợi sau chẳng thể tự khởi lên được. Nếu không có lợi ích thứ nhất khởi lên trước là lợi ích phát khỏi cái tâm tin sâu và vui mừng. Nghe câu này, có kẻ mầm trí huệ lại không thấy rõ sao cái tâm tin và mừng ấy nếu chẳng phát khỏi ra thời cái tâm sinh thiện vui cầu cõi tịnh với cái tâm phá ác chán bỏ cõi uế đều chẳng sinh ra được, huống chi là cái tâm liễu ngộ vào tới lý Phật thì sinh ra làm sao thể được. Vậy chỉ có sự trì tranh trì danh là cầu được thấy Phật khác hiện ra rồi mới tỏ ngộ được. Lý trì danh là thấy Phật mình hiện ra, cho nên mình được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng hiện ra, tức là Phật của tâm tính mình đã hiện ra. Mình được sinh sống ở quả đất kia, được thấy Phật, được nghe Pháp, tức là nhờ đấy mình thành tựu được thân trí huệ của mình, chứ chẳng phải bởi đâu mà mình được. Pháp môn niệm Phật này thâm diệu lắm, phá hết thảy mọi hí luận, lời bàn xuông chơi, diệt hết thảy mọi ý kiến tà kiến, chỉ có những bậc đại sư như các ngài Minh Mã, Minh Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh vân vân mới triệt để gánh vác được nó đi mà thực hành tế độ. Còn những người khác là những người giàu trí tuệ thế gian, tài thông minh biện bác, thông cả nho và thiền, dùng hết sức lực cả suy nghĩ cả xa, chẳng bao giờ tới được. Những người này lại không bằng được mấy ông, mấy bà thật thà vô độ, chịu khó niệm Phật kia. Người ta cứ ngấm ngầm thế mà cảm thông được trí huệ Phật, ám hợp được đạo màu, nghĩa này rất xác đáng. Một câu, ngã kiến thị lợi, cố thuyết, thử ngôn, ta thấy lợi thế cho nên nói thế.
Rõ ràng là mắt Phật thấy. Tiếng Phật nói, để ấn định cái sự thực có ấy, ai có thể trái lời Phật, chống lại Phật mà chẳng thuận thiện theo vào. Phần chính tông đến đây là hết. C. Phần lưu thông. Lưu thông Phật. Một pháp môn tín nguyện chỉ danh này hoàn toàn thu được tất cả và vượt lên trên tất cả các pháp môn về bề dọc, thì giống với hết thảy các pháp môn về bề ngang thì khác hẳn với các pháp môn. Câu nói này rất là minh bạch, trong các kinh luận cũng có nghĩa về bề ngang là tùy người tu đạo trừ được mê hoặc nhiều hay ít. Tức là ở một cõi đồng cư mà thấy được bốn cảnh trên, như trên bề ngang có ý nghĩa là chứng được quả vị, bề dọc có nghĩa là đoạn trừ mê hoặc. Kinh này đã là kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, thì chẳng ai có thể lưu thông chuyển bá được. Chỉ có Phật dùng Phật cùng chỉ có Phật cùng Phật mới có thể năng thấu hết, tài năng thấu hết được thực tướng của mọi pháp. Vậy kinh này chỉ có ở cảnh giới Phật và chỉ có chư Phật mới có thể cùng nhau mà lưu thông cho nhau được mà thôi. Đoạn văn kinh này chia làm hai phần lớn: một, phổ khuyến, khuyến tu tất cả nên tu; hai, kết khuyến, kết lại chuyên tu. Trong phần phổ khuyến có ba đoạn: một, khuyến tín lưu thông; ba, khuyến nguyện lưu thông; hai, khuyến nguyện lưu thông; ba, khuyến hạnh lưu thông. Phổ khuyến: một, khuyến tín lưu thông. Trong sách khuyến tín lưu thông, trước là chư Phật nêu cái tên kinh lên, sau đó Phật Thích Ca thích nghĩa tên kinh. Kinh này theo bản dịch đầy được thì có 10 đoạn nói về 10 phương, nhưng bản dịch này rút bớt đi chỉ có 6 đoạn về 6 phương thôi. Dưới đây là chư Phật trong 6 phương tiện nêu cái tên bộ kinh này lên. Một, phương đồng. Kinh văn: Hán, Xá Lợi Phất, Như Ngã Kim Giả, Tán Thán A Di Đà Phật, Bất Khả Tư Nghị Công Đức Tri Lợi, Đông Phương Diệt Hữu A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Đẳng, Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỷ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thượng Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sinh, Lương Tín Thị Xương Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết, Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Việt: Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay khen sự lợi ích về công đức của Phật A Di Đà, chẳng xiết nghĩ bàn. Như bên Đông Phương cũng có chư Phật, Phật A Xúc Vệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm, còn nhiều vật Phật khác như các sông Hằng cũng nghe như thế, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài trên khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng con người chúng sinh người nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Bốn chữ bất khả tư nghị là chẳng khả nghĩ bàn, giải thích lược qua có năm ý. Một, người niệm Phật có thể vượt tắt ra ngoài tam giới ngay, chẳng phải cứ đợi đến ngày đoạn trừ mê hoặc. Hai, cứ sinh sang Tây Phương rồi là được lên đủ cả bốn cõi tịnh độ, chẳng phải nói lên dần từng cõi một. Ý nghĩa này là nói người niệm Phật sinh sang Tây Phương được thành Bồ Tát bất thoái và nhất sinh Bồ Xứ ngay. Ba, cứ chuyên chỉ niệm danh hiệu Phật thôi, chẳng cần đến phép phương tiện nào khác như là tu thiền định và quán tưởng. Ý nghĩa này có công đức lớn lao trong phép tu tịnh độ. Bốn, trong một tuần 7 ngày có thể thành công, chẳng cần đến nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng. Năm, cứ chỉ niệm một danh hiệu Phật A-di-đà, tức là được chư Phật hộ niệm, chẳng khác gì người chỉ niệm danh hiệu của hết thảy chư Phật. Năm ý nghĩa này đều nhờ ở nguyện lớn và hạnh lớn của Thầy ta mới được thành tựu như thế. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà chẳng khả nghĩ bàn. Lại còn ý nghĩa nữa, người tu hành cứ việc tín nguyện trì danh sẽ thu nhiếp được hoàn toàn công đức của Phật A-di-đà